Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Anh chị em nghe cái giọng mình, thấy cái giọng mình giống như là phấn khởi gì vậy? Là đúng ngày hôm nay là cái nhân vật Đoàn Thị Đại Lý nó đã xuất hiện tại Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile của bên server Trung Quốc. Thì cái nhân vật Đoàn Thị này á, cái môn phái Đoàn Thị này á, nó ảnh hưởng với tuổi thơ của Jun rất là dữ dội về cái nhân vật này. Tại vì trước mình rất là khoái Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Thị ha. Thì để coi lần này là Lục Mạch Thần Kiếm hay là Nhất Dương Chỉ nó sẽ được đưa vô trong game Võ Lâm Truyền Mobile này ha. Thì anh chị em nhìn thấy là cái nhân vật ngũ độc thiệt, nhưng bên Hệ Thủy anh em nhìn thấy nó tới bốn phái rồi đó, rồi bao gồm Nga Mi, Thúy Yên với lại Thiên Sơn và Đoàn Thị, rồi đây chỉ có Thiên Sơn và có nữ với nam luôn, Đoàn Thị và có nữ có nam ha. Do là mình không có bấm vô màn hình nó sẽ chuyển nhân vật. Thì cái tại sao mình lấy cái nhân vật ngũ độc này, do ngũ độc này mình nằm ở trên cái đảo, mình đang ở trên đảo sẵn, thì bây giờ mình spoil nhân vật thôi, mình coi trước ha. Ok, thì bây giờ nó chưa cho chọn nhân vật đâu, tại vì nó chỉ mới ra thôi, nó cho nên là nó chỉ là một, nó là một cái bí mật, nó chỉ ra cái tạo hình này nọ thôi, chữ Đoàn Thị có hả, nhưng mà chưa có ai được đưa ai được chuyển môn phái hoặc là tạo nhân vật mới với môn phái Đoàn Thị này cả. Thì bây giờ thì mình vô trong đây mình coi trước ha. Rồi hệ thủy là Thần Thủy ha, rồi mình sẽ xác nhận lại cho anh em một lần nữa là Hệ Thủy là Đoàn Thị, gồm hai kiểu hình, một là nữ loli, anh chị em nhìn thấy trên màn hình ha. Dùng vũ khí là phiến, ở đây là quạt, quạt này là có thể giấu ám khí trong đó ha, còn quạt ở trường ca là quạt khác nữa. Quạt của trường ca là quạt của nữ, nói chung là mình cũng không biết nói làm sao để anh em hiểu. Nói chung một cái quạt của nam, một cái quạt của nữ, mà môn phái này nó có cả nữ và nam luôn, cho nên mình cũng khá khó là giải thích cho anh em. Nói chung là phiến là quạt đấy. Rồi này là kiểu hình nữ loli ha, anh em nhìn thấy là nữ loli là nó cầm cây quạt gấp vô. Còn nam này là nam tiêu chuẩn, nhìn nó hơi bánh bèo, nhưng mà thời buổi này không thấy thời buổi của cơ bắp. Đúng không? Nếu mà anh nào mà cơ bắp á, thì người xấu quắc rồi mà cũng không biết nói làm sao anh em hiểu. Nói chung là nam Đoàn Thị là nó là sẽ hình nam tiêu chuẩn nó như vậy, còn cái hình này nãy là cây quạt này, cây quạt bung ra. Hả, nhìn này nó hơi bóng bánh bèo một chút. À, bấm vô thì nó chưa cho chơi, cho nên là mình sẽ coi kiểu hình qua cái kiểu này tí. Rồi cái này cái mặt nạ mà mới, cái ngoại trang mới mình sẽ review cho hội chị em bằng gì sao ha, hội chị em bằng gì từ từ ha. Cái này mà chủ yếu mình review về cái môn phái Đoàn Thị Đại Lý của mình hả. À, này Đoàn Thị Đại Lý đây đó, thì này ngoại trang môn phái nè, cầm kiểu quạt này, rồi qua bên nữ nè đó, bên nữ thì mặc cái váy, nói chung là mình nhìn cũng đẹp. Nói chung Đại Lý Thiên Long Tự mà nó làm giống như là hoàng gia hay bây giờ gì? Mặc đồ nó khá là hoàng gia, mốt khá là hoàng gia luôn á. Rồi cái này là mình coi về ngoại trang, tại vì mình soi cái kiểu mình coi theo cái kiểu mình lách luật á, cho nên anh chị em chịu khó mình coi từng món thôi ha. Cái gì mình giờ mình mặc cái áo này đi, nam thì mặc cái áo nào cho bớt gườm gà để thấy cái bờ cái tóc. À, cái này có cái nói chung là cái bộ này bớt gườm gà ha. Rồi bây giờ mình sẽ coi tóc mặc định của mình sẽ coi tóc mặc định của môn phái Đoàn Thị nam là sao cái đã. Đó này, tóc mặc định của nó nè, nhìn là đúng bánh bèo luôn, trời tóc dài. Rồi qua tới nữ đi, nữ Đoàn Thị là cái con, trời đất, có con bé này. Nhìn nó cưng nó chạy cưng luôn, cọc cái tóc tóc đuôi gà không có, lấy đuôi thôi bỏ đi. Rồi ha, rồi thì cái này là mình chỉ nói qua sơ qua, tại cái nó chưa công bố chính thức, cho nên là mấy cái này nó mới chỉ công bố là hình dạng vũ khí là mình đoán được qua cái cách nó cầm thôi. Rồi để coi võ công bên bí kíp, mình sẽ soi bên bí kíp coi nó có đưa gà trước không ha. Hy vọng là có. Ha ha, cuối cùng cũng biết được ha. À, bị moi ra rồi. Rồi để xíu mình sẽ lấy cái viết ra mình nói cho anh em nghe từng chiêu. Rồi thì bắt đầu cái chiêu chủ động đầu tiên là bí kíp sơ cấp Nhất Dương Chỉ. Có Nhất Dương Chỉ luôn. Cái chiêu thứ hai Lục Mạch Thần Kiếm, có Lục Mạch Thần Kiếm luôn. Còn cái chiêu thứ ba là Ngũ La. Cái chiêu chủ động thứ ba là Ngũ La. Anh em đợi tí. Ngũ La cái chữ này nó có tới hai nghĩa luôn nha. Mà theo mình là nghĩa khinh này là khinh thường, tức ngũ đó là năm, la là một cái giải giống như cái tuyền cơ la vũ của Thúy Yên vậy. Nó là một cái địa đó, nó theo cái kiểu mà gọi là
nó theo một cái dòng, một cái bài trí, một cái bài trận giống như thiên la địa võng, chữ la đó đó là cái bài trận này nào ha, là ngũ la là một cái kiểu, một bài trận theo cái kiểu năm năm, ngũ là năm, la là bài trận đồ, cái là bài trận, khinh là khinh bỉ, còn cái này là yên, này là khói, này nói chung là yên, này là khói, khói cái khói mà khói mờ đồ á, cái khói mà khói thuốc này nọ. Nói chung là một cái trận pháp bằng khói mà có 5 làn khói ha, 5.000 khói. Ok rồi, cái chiêu cuối cùng này nó không cho mình cao cao thì à không có bài bán, lấy gì có mà bài bán. Còn cái chiêu cuối cùng mới là thủy long ngục, thủy là thủy thôi mà long là long thôi, ngục đây là tù ngục. Nói chung là thủy long ngục là một cái con rồng nước trong một cái lồng. Đó giờ coi phim thì mình biết lục mạch thần kiếm rồi, tại vì nói chung tuổi thơ dữ dội mình ở trước mình dùng lục mạch thần kiếm mình giết người bằng cái chiêu đó không à. Còn nhất dương chỉ thì thấy nó chiêu nó tầm thường quá, ai cũng có, giờ chọt lét một cái nhột và cũng là nhất dương chỉ. Nói chung là trước mình dùng lục mạch thần kiếm mình giết người, giết mấy bé trong xóm á. Ok, còn thủy long ngục là cái chiêu này của đoàn thị ta, nói chung mà mình không biết. Nói chung là anh em nào có tài liệu về cái chiêu thủy long ngục này có thể chia sẻ với mình, với mình sự sự mình không biết mấy cái chiêu này ha. Rồi thì mình bây giờ mình sẽ vô chi tiết từng chiêu để mà anh em coi. Rồi cái chiêu nhất dương chỉ cái này là tạm thời mình sẽ bôi cho anh em, mình sẽ review cho anh em biết trước một số bí kíp thôi, do là nó chưa có cho trọng môn phái thì mình chưa biết cái hình hình dạng nó nhìn sao đâu, nhưng mà mình chỉ nhắm được bốn chi chủ động của nó là như thế nào mình nói cho anh em nghe ha. Rồi cái chiêu nhất dương chỉ, nhất dương chỉ bí kíp nhất dương chỉ ở 1/10 thì sẽ nhất dương chỉ sẽ tăng cho bản thân một số sát thương bạo kích nhất định, tăng 5% sát thương bạo kích trong vòng 5 giây. Cái này là chỉ là chiêu thứ nhất thôi, mới 1/10 chiêu nha, chứ chưa có phải là chỉ số maximum, chỉ số sau cùng nha. Nó sẽ tăng cái nhất dương chỉ sẽ tăng cho mình là cái sát thương bạo kích 5%, sát thương bạo kích duy trì 5 giây cho nhất dương chỉ. Rồi lục mạch thần kiếm, ồ lục mạch thần kiếm, ồ lục mạch thần kiếm mà có cái ngón tay, ngón tay này mình cũng làm được nè. Rồi thì lục mạch thần kiếm này nó sẽ gia tăng cho 16% lực tấn công cơ bản, 16% tấn công cơ bản của lục mạch thần kiếm. Chắc là cái chiêu này chiêu bắn đơn đây, bắn ra đơn. Rồi cái này cái trận pháp, nói chung là cái này nó theo cái kiểu mà trận pháp, là tại chị chưa có bài trận thì tôi nghĩ là nó đánh theo cái kiểu mà trận pháp nó ảnh hưởng toàn diện của màn hình, toàn bộ màn hình này nọ. Rồi thì nó sẽ gia tăng cho mình đó là lực tốc độ đánh 10 điểm và tốc độ di chuyển 50 điểm, tốc độ di chuyển duy trì 8 giây. Tức là cái chiêu này là gồng gồng lên, chắc là cái làn khói này nó gồng lên ảnh hưởng bởi bản thân mình thôi, giống như là cái chiêu của đào hoa hay là những cái chiêu của trường ca đồ á, cái chiêu búp nó ảnh hưởng như dục quyết đạo phong của bá đạo búp búp bự lên này nọ, nó ảnh hưởng lên người mình. Thì cái chiêu này nó sẽ tăng cho mình 10 điểm tốc độ đánh và 50 điểm tốc độ di chuyển duy trì trong vòng 8 giây hả. Cái này hỗ trợ khá là ok hết. Rồi cái chiêu thủy thủy long ngục, thủy long ngục này nó sẽ gia tăng cho mình nó là lực tấn công cơ bản 16% lực tấn công cơ bản và giảm tốc độ di chuyển của kẻ thù 16 điểm. Tức là cái con anh em nhìn thấy trên màn hình thì cái hình này tức là bắn một con rồng ra nó bay tới đối phương, thì vô tình thì con rồng này sẽ được tăng 16% lực tấn công cơ bản đó. Cho trong đó thì khi mà nó bay tới đối phương như vậy thì không biết là bay tới đối phương hay là mình chưởng, hay cái kiểu mà kiểu của cái bang mà chưởng theo kiểu mà thập bát chưởng đồ thì chưởng ra luôn đó, mà không biết mình có bị quấn không chứ. Ok thì nó sẽ tăng cho lực tấn công cơ bản là 16% và tốc độ giảm tốc độ di chuyển của đối phương là 16 điểm tốc độ di chuyển của đối phương hả. Thì về cái bộ chiêu này thì mình sẽ suy nghĩ, mình cái này mình thấy lớp suy nghĩ của mình thôi, là cái chiêu này là chiêu nhất dương chỉ, là cái chiêu chỉ cái sẹt một cái giống như cái chiêu mà chiêu của Thiếu Lâm á. Thì cái chiêu này sẽ tấn công bạo kích, nó đánh xuyên giáp người ta đó. Còn cái lục mạch thần kiếm này á, là cái hình bàn tay này tôi cũng không biết, theo tôi cái lục mạch này á, là cái kiếm khí mà đánh vô cái mạch, cái mạch này là kinh mạch, nó lục mạch thần kiếm, mặc dù nó là kiếm kiếm này là không phải là kiếm sát thương vật lý hiểu rồi, đúng theo phim hồi xưa là kiếm này là kiếm khí ha, chỉ cần quýnh quýnh không cần rút bao kiếm ra luôn, giống như chuyển chiêu vậy đó, quýnh không cần rút ra rút kiếm ra, quýnh quýnh trong bao thôi nhưng quýnh quýnh được ha. Thì cái chiêu này là chắc là
Không biết nói làm sao, không biết nó là đến tầm xa hay tầm gần nữa. Rồi theo mấy cái này chắc đánh tầm xa chứ ha, đánh tầm xa rồi. Cái chiêu nhất dương chỉ này mình thấy tầm tầm xa rồi đó, mấy cái chiêu mà bay gồng bay trận pháp đồ chắc quýnh tầm xa chứ. Ơi, tàn kiếm nó cũng quýnh tầm gần. À, trời nói chung gói quá chứ, chung không có thông tin chính thức gì mấy. Đó thì chiêu này nó sẽ tăng cho mình là cái tấn công cơ bản của lục mạch thần kiếm. Rồi cái ngũ cơ ngũ la khinh khinh vơ khinh yên này đó là cái chiêu mà cũng như là tăng cho bản thân của mình 10 điểm tốc độ đánh và 50 điểm tốc độ di chuyển duy trì 8 giây. Cái chiêu này chắc là chiêu búp đơn rồi, chiêu búp búp bạc cho bản thân mình được. Giống như mấy cái phái kia vậy, chiêu búp bản thân được. Cái chiêu này chắc là nó sẽ tăng cái khả năng chạy hơn, mà chạy bắt dí đối phương hoặc là chạy cái khả năng mà chạy trốn của mình. Đó, còn cái chiêu thủy long ngục này á, là giống như là theo tôi thì nhìn cái hình dáng nó là giống như một con rồng bay tới đối phương xoay xoay vòng tròn làm ảnh hưởng người ta vậy đó. Tôi nghĩ là đại loại như vậy. Cái chiêu này sẽ tăng cho mình 16 lực tấn công của cái chiêu này với lại thì nó sẽ giảm 16 điểm tốc độ di chuyển của đối phương nữa, chứ là chiêu bắt dí người ta. Nói chung là mình môn phái hệ thủy là một trong, nói chung theo ngũ hành đó giờ trong game này là cũng phái hệ thủy nó toàn dừng lại cái hỗ trợ thôi. Nó chỉ có Thúy Yên thì nó thiên về tấn công chút xíu nhưng mà cũng không có chiêu dứt điểm người ta mấy, nó chỉ thiên về hỗ trợ team là ok thôi. Thì cái này là nó bắt dí người ta, nó giảm tốc độ di chuyển thì team mình ngồi vô nói chung là ba đánh một thì không chọc cũng què đâu cũng được chiêu này đó. Thì bây giờ mình confirm với anh em ha là có hai kiểu hình chính thức đó, mình tóm lại cái clip này là có hai kiểu hình chính thức bên này là rồi sử dụng độ khó này nọ nó không ghi luôn, tại vì anh em coi thử mấy cái phái khác thì nó còn có ghi mấy cái thông tin trên đây này nọ, còn cái này nó nói chung là nó vẫn là một cái bí mật. Một phái này thì nó vẫn là một cái bí mật, nó không ghi gì ở đây hết. Thì tôi thấy một kiểu hình là nữ loli sử dụng vũ khí là quạt ha, độ khó mấy sao thì chưa biết, tầm gần tầm xa thì vẫn chưa biết, nhưng mà theo cái chiêu chủ động thì mình nghĩ là nó là tầm xa. Đây là nữ nam tiêu chuẩn đây. Hả? Rồi bốn cái chiêu chủ động của nó sẽ lần lượt á, là nhất dương chỉ. Ấy. Bốn chiêu chủ động sẽ lần lượt là nhất dương chỉ nè. À, lục mạch thần kiếm, ngũ la khinh khinh yên và thủy long ngục ha, và cái đó là những cái thông tin mới nhất thôi. À, mình biết hết được bên Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trung Quốc hiện tại nó mới ra được nhiêu đó thôi, còn về sau thì để coi nếu có những cái thông tin gì mới thì mình sẽ dịch từng chiêu thức luôn, dịch từng cái bí kíp và tuyệt học này cho anh em trên cái kênh của mình ha. Thì nói chung anh em nào theo dõi cái kênh mình lâu thì anh em cũng biết qua cái điều đó rồi ha. Mình chỉ nói chung là cái này cái clip này mình được cái thông tin bao nhiêu thì mình viết cho anh em biết bao nhiêu thôi ha. Rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em, chưa là chưa nữa từ kênh Chun. Cảm ơn chị em đã bỏ thời gian quý báu ra xem vui dọi cái clip này của mình.